Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của tám giải thoát, thế nào là tướng chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của tám giải thoát, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác, mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của tám giải thoát, chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, không sanh, không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ. Các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của bốn niệm trụ, thế nào là tướng chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược, quảng diễn này thiện hiện chân như của bốn niệm trụ không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của bốn niệm trụ chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của pháp môn giải thoát không? Thế nào là tướng chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện chân như của pháp môn giải thoát không, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của pháp môn giải thoát không. Chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của năm loại mắt, thế nào là tướng chân như của sáu phép thần thông, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của năm loại mắt không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của năm loại mắt chân như của sáu phép thần thông không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của sáu phép thần thông các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn